Đây là một trong những ca sĩ đã tham gia trong show Nguồn Yêu và được truyền hình trên Đà Lạt. Xin chào, xin chào các bạn. Chị Mai, chị Mai. Xong rồi hả? Cho anh đi cho một. Không, không có vườn chứ. Lên đi cô. Đến với buổi công bố dự án livestream cơ sở Nguồn Yêu của em ngày hôm nay. Thật ra đầu năm thì chúng ta đã gặp nhau một lần trong cái buổi ra mắt đĩa vật lý anh bông đầu tay của Cường. Và rất là vui vì hôm nay là Cường đã nhìn thấy những gương mặt cũng đẹp trước. Nói chung là rất là cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Năm nay thì em tức là nhạc sĩ may nhất, hên nhất Việt Nam, hên nhất luôn. Cách xô còn ngày, chính quyền gửi công văn báo hủy. Còn đúng một ngày thôi, lúc đó là ekip đã lên Đà Lạt hết rồi. Âm thanh, ban nhạc, ekip thiết kế, đội quay, đội thu, tất cả đều lên Đà Lạt hết rồi. Tức là em không còn đường lui. Như anh Lân Nhã làm chung chỗ với em nhưng mà anh hên lắm. Thì anh còn một tuần, anh còn tới 10 ngày thì anh có thể anh xoay sở kịp. Còn em thì em không có đường lui luôn. Tức là mọi người đang nhận công văn xong rồi cứ nhìn nhau. Mà hình như là ai cũng muốn khóc á, hình như Huy là muốn khóc trước. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết của tất cả anh em mấy tháng trời. Vì một cái, một cuộc vui của ai đó. Mà cả Đà Lạt bị dính và hên quá, em bị dính đầu tiên. So Nguồn Yêu, công văn gửi xuống yêu cầu Nguyễn Minh Cường phải hủy đích danh nha, gọi là hủy luôn, không được làm ngay tại đó thì sốc, cảm giác rất là sốc. Và nhưng mà thấy mọi người như thế thì mình lại muốn động viên mọi người, không biết cách nào thì mình nói là thôi, mình cứ làm chương trình, mình vẫn cứ làm, mình vẫn sẽ làm, tại vì tất cả mọi người, tất cả ekip đã có mặt tại Đà Lạt hết rồi thì mình sẽ biến cái live show, live concert thành cái live stream concert. Và mọi người đã tán thành và tất cả đều bắt tay vào để làm một cái show. Rất là buồn, tại vì hôm đó nếu như mà ai ở đó chứng kiến một cái show rất là ít khán giả và không có âm thanh phát ra ngoài luôn, toàn bộ là đều đeo tai nghe, đeo in-ear hết và chỉ có hai cái loa monitor nhỏ để cho ban nhạc và những bạn có thể control được âm thanh của mình thôi. Là làm show đó mà muốn khóc luôn. Tại vì mình đang tưởng tượng rằng là chỉ cách đó 2 ngày mình tưởng tượng, ôi trời ơi, hồi họ có sắp tới cái live concert đầu tiên của mình rồi. Cảm giác nó rất chắc là mình sẽ ok lắm. Thì cuối cùng thì nó cũng ok thiệt. Buồn lắm. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng có cái số của nó. Thì để em đi chơi còn có làm thì để em chạy qua. Đấy, nói chung là Hòa rất là nhiều, rất là cảm ơn Hòa. Cũng không phải tính công văn đâu, mà trước công văn thì em đã không có show rồi, nên là em đi lên đấy thì em chơi cách đấy gần 2 tuần rồi mọi người. Thì em ở Đà Lạt cứ sẵn sàng thôi, lúc nào anh Cường gọi là em chạy qua hát vậy, tên kiểu như em sống ở Đà Lạt vậy mọi người. Nên lúc mà có công văn nói là dịch thì em suy nghĩ trước, em bảo đang yên ổn nhé, mà tự dưng bị dịch như thế mà bây giờ vẫn tổ chức trước show thì nó rất là nguy hiểm, nên em sẽ bắt anh Cường là ai tới là anh phải xịt khuẩn hết cả người, không phải bắt bịt khẩu trang, không bịt khẩu trang là em đi về nha. Rồi cuối cùng là đi đến đấy thì không có ai hết, toàn là các ca sĩ tự hát với nhau cả. Nhưng mà em cảm thấy rất là tiếc cho anh Cường ở một cái là thật sự là show biểu diễn của anh Cường là ở trong đấy là có chị Minh Tuyết, chị Minh Hà, Ali Hoàng Dương, Hoàng Yên Di, anh Nam Việt Anh, Trung Quân Idol, là và em nữa, là tất cả mọi người hát những ca khúc của anh Cường. Em thấy thật sự
không phải là nói gì, nhưng mà là một đêm nhạc nếu mà mọi người được ngồi ở dưới và lắng nghe thì nó rất là hay, rất là lãng mạn trong cái thời tiết mà hôm đấy thì Đà Lạt là lạnh, lạnh kinh khủng, nhưng mà chắc chắn là bọn em sẽ sưởi ấm được trái tim của mọi người trong đêm nhạc hôm đó. Nhưng mà vì dịch mà nên là chúng ta phải chấp hành, thì bọn em có quay lại tất cả những bài hát đó và chắc chắn là sẽ tổ chức cái livestream concert thì ngày 27 ạ. Mình mong là tất cả anh chị sẽ lắng nghe và biết đâu rằng cái livestream đó sẽ là một cái livestream mà mỗi cái lúc mọi người cảm thấy buồn hoặc là cảm thấy cần chiêu chiêu một xíu thì mọi người sẽ mở YouTube ra để nghe cái đó, và mong là mọi người sẽ ủng hộ cho anh Nguyễn Minh Cường trong thời gian sắp tới ạ. Em Hoài Lâm thì em cũng không biết sao mà anh Cường bắt em hát về đấy, trong khi là em là người mà đã hợp tác với anh Cường từ những ngày đầu mà khi Cường còn chưa mà thực sự rất là nổi tiếng ấy, thì em đã hát với anh Cường và hát xong ca anh Cường luôn, mà anh Cường nhất quyết không cho em hát những bài đấy mà bắt em hát bài của anh Hoài Lâm. Chắc là bài đấy hot hơn bài của em nên là cuối cùng em vẫn phải hát bài Buồn Lắm Chị Em Ơi. Và ngày hôm nay thì đứng đây để chia sẻ về bài hát đó thì thực sự đấy là một ca khúc rất là hay, và anh Cường có hỏi với em là họ đã từng tham gia Gặp Đôi Hoàn Hảo Trữ Tình Bolero rồi, thì họ có nghĩ là mình sẽ hát Bolero trong thời gian mà khi mà em không còn được yêu thích bởi nhạc trẻ nữa không, thì em bảo là dạ có, thì anh Cường sáng tác cho em nha, cứ sáng tác theo kiểu album như này này thì em đỡ phải mua bài mà em vẫn có bài để hát đó. Thì anh Cường đồng ý và em nghĩ là mai sau nếu mà một cái thể loại nó cũng thiên về dân ca một xíu, nó cũng thiên về bolero một xíu nhưng mà nó vẫn mang hơi hướng để phù hợp với những người trẻ nghe nhạc, thì em mong là anh Cường sẽ có thể hợp tác và sáng tác cho em những ca khúc như vậy. Và đối với em được hát bài hát đó trong đêm ngày hôm đó là một cái niềm hạnh phúc, và nếu mà được thì em muốn xin phép anh Cường là được đi biểu diễn các quốc tế trong nhiều những cái đêm nhạc tiếp theo của Nizi. Không cần đứng ngoài tác quyền. Phải trước khi đồng ý mình phải kêu hát trước ở đây cho mọi người xem trước đã. Thế mọi người có đồng ý đi, Hoàng Minh Si thể hiện ca khúc của chương trình này. Mình sẽ chờ Hoàng Minh Si hát ở phần sau, giờ mời Hoàng xuống. Rất là phụ, phải để cho tôi cảm ơn đó. Rồi người ta nói quá thì nói luôn, xong rồi đuổi người ta. Nói chung là với cái sự duyên dáng và dễ thương của Hòa thì anh nghĩ rằng là khán giả yêu thích Hòa sẽ rất là lâu dài, chứ không có mà như Hòa nói rằng là khi nào mà người ta hết thích nghe mấy nhạc trẻ đâu. Khán giả vẫn rất là yêu thích Hòa nhạc trẻ, nhưng mà Hòa hát thêm dòng nhạc trữ tình quê hương thì người ta sẽ thích hơn nữa đó. Cho nên là thôi anh em mình chuẩn bị là album Bolero đó. Dạ, nếu mà anh em mình có làm được thì tốt quá. Mà cái album đấy thì anh Cường cứ làm như album của anh Cường ấy, mời em ít ra như mấy bài lần này. Thì em vừa có bài đi hát mà không phải trả tiền. Em nghĩ đấy là một cái rất là hay trong cái thời buổi mà nhạc sĩ thì ngồi viết mà, nên nó sẽ thư thái hơn cái việc là ca sĩ cứ phải chạy đi ra ngoài để biểu diễn. Thì em sẽ hát và mỗi lần hát chắc chắn em sẽ nhắc đến anh Cường rồi, nên là em nghĩ là anh em mình sẽ có đi có lại, và giống như ngoài Bắc của em hay nói là mới toại lòng nhau, thì em rất là mong sẽ có album đấy và sẽ thực hiện theo phong cách của album music đây. Là anh biết rồi người mà hát vâng ạ, đúng không? và up trên kênh của em. ok hợp lý, và em được bật kiếm tiền. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều và mong là mọi người sẽ ở lại với anh Cường đến hết cái buổi này để có thể lắng nghe Hoàng Minh Di hát ca khúc Buồn Lắm Chị Em Ơi, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Minh Di. Đúng chứ là Cường phải nói lời cảm ơn đến với toàn thể ekip, mọi người đã hỗ trợ Cường, đã giúp đỡ rất là nhiều trong suốt mấy tháng vừa qua. Thì cái đơn vị mà Cường muốn cảm ơn đầu tiên đó chính là nhóm bè Cadillac của mình, sự đóng góp của tất cả mọi người trong cơ sở của Cường sẽ cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Hòa, Hòa hợp báo mà trời mưa đó, trời mưa là ok lắm á, chào mọi người anh đi, gửi lên Hòa, dạ gửi lên Thành, gửi tên còn bó của anh Huy nữa. Rồi.
Mở đèn cho mà. Thật sự là em rất là thích thể loại nhạc này, và sau khi mà tham gia chương trình của cô có đơn hàng Bolero xong á thì em đã đi phối khí 4 ca khúc nhạc Bolero, và em đã quyết định là sẽ cho ra mắt cái album Bolero đó vào năm 2017. Dạ, nhưng đến bây giờ thì 3 năm rồi em vẫn chưa có thể cho ra mắt album đấy. Tức là em cũng chưa sẵn sàng ở cái giọng hát, bởi vì khi mà vào phòng thu rồi á thì em cảm thấy là bản thân mình chưa có sự đủ sự từng trải, cũng như là cái luyến láy, cũng như là tất cả mọi thứ để có thể hát những ca khúc Bolero hay. Mà sau khi đến bây giờ gặp anh Nguyễn Minh Cường rồi thì em nghĩ là chúng ta sẽ hát một phong cách Bolero làm sao để nó vừa ra hòa minh di mà vẫn có nét Bolero, mà nó không mất tiền, mà nó có MV. Thì anh có suy nghĩ được cái bài nào như vậy không ạ? Bây giờ em sẽ là MC của chương trình. Hoành mang quá. Em sẽ chưa được nhắc lại. Tức là cái bài hát này nó sẽ là bài hát giống như Buồn Lật Trên Môi của anh. Là anh đã sáng tác, tức là anh có khả năng để sáng tác những ca khúc như vậy rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay em sẽ xin được hỏi anh rằng là anh có biết một cái bài nào với âm hưởng như vậy nhưng mà lại ra được nét Hòa Minh Di, mà lại ra được nét Quan Họ Bắc Ninh, mà lại ra được nét là giọng nữ cao, mà ra được nét không mất tiền, mà lại có MV không ạ? Thật ra thì những cái đó dễ, anh viết được. Nhưng mà chỉ khó cái là anh sang suy nghĩ là hát viết làm sao mà để đoạn đầu hát phô cái hát lại một lần nữa. Cái đấy thì nó lại là cái nét của em rồi. Vâng, thì không, em quan trọng cái đoạn sau ấy ạ. Cái đoạn không mất tiền ấy ạ. Ok, hứa hứa trước toàn thể quý vị hay ít trường thể ba anh chị báo chí rằng là anh em mình sẽ làm một sản phẩm hoặc là một album. Với tình hình dịch Covid như hiện giờ chưa biết bao giờ nó mới ngừng lại, và với sự khó khăn của tất cả các nhạc sĩ và nghệ sĩ của chúng em thì đây là một lời hứa mà đối với bản thân em hiện giờ thật sự là rất là tuyệt vời, và em cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh có mời em hát bao nhiêu album nữa em sẽ nhận lời hết, và em không bao giờ lấy một đồng cát xê nào. Chỉ cần anh hứa là đã sáng tác cho Hải Lâm 8 bài rồi thì Hòa Minh Di không thể nào ít hơn 8 bài được. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hòa gà anh hay quá. Dẫn cho anh thường cố gắng sáng tác cho em những ca khúc như thế này nữa, vì em cảm thấy là em rất là thích hát những bài hát như vậy, và bởi vì em ở Bắc Ninh nên là em có những cái nét dân ca ở trong giọng hát mà ít nhạc sĩ nào có thể khai thác được cái điều đấy ra, nên em mong rằng là em sẽ làm được điều như vậy trong những bài hát của anh. Mọi người một tràng vỗ tay cho Hoàng Minh Di, những người mời rất là hay, rất là dễ thương, cảm ơn Hoàng.